Hello anh em mình nhé, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Laptop 99 Việt Nam anh em mình ơi. Hôm nay thì với cái số của mình chuẩn bị thì sẽ là 24M này. Mình sẽ lại tiếp tục là lên một cái con video clip để mà chia sẻ cho các bạn cũng như hướng dẫn cho các bạn những cái kinh nghiệm bắt cầu bật kèo trong cái bộ môn tài xỉu hũ của cái cổng game là Thiên Đường Cầu Chơi mọi người nhé. Ok anh em ơi, chúng ta sẽ quyết định là chúng ta sẽ vào cái bàn chiến đấu luôn này. Đây, vừa vào thì em thấy ngay đó chính là còn khoảng độ là 40 mấy giây nữa để mà chúng ta thoải mái chúng ta set cầu này anh ơi. Đấy, mình sẽ hỗ trợ cũng như là hướng dẫn mình set cầu nhé. À đây rồi, khả năng con cầu này thì ở nhịp lần này em thấy này 7 lên 16 đúng không, và ở nhịp này làm một con 16 nằm này. Đấy, ở nhịp này em thấy làm một con 16 nằm đúng không. Đấy, thì nhịp lần này thì mình cũng sẽ đánh là 16 năm tài nhé. Đây là 16 ra 13 thì đây mình cũng sẽ đánh là 16 ra 13, được chưa? Ok, đi luôn con tài em ơi. Rồi, chuẩn bị tinh thần nào. Ô trả lại. Chán đấy anh em ơi. Một may thế nhờ, trả lại thì nó rất là may luôn anh em ơi. Chứ không phải là chán đâu nhá. Đấy, khá là ok này. Bắt cầu bắt kèo vào ấy nhưng mà vào muộn nó trả lại anh em ạ. May quá nhỉ, không thì có lẽ lại mất 5M rồi. Thôi sao được chưa. Đấy, mất 5M thì nó cũng chỉ gọi là phần may mắn thôi em ạ. Một tay thua thì cũng coi như là một tay ăn, được chưa? Đấy, một tay thua mà trả lại thì cũng coi như là chúng ta ăn được một tay, khá là hợp lý luôn này. Rồi, tiếp tục anh em triển khai giúp mình này. Hiện tại đây là con 9 này, thì 16 xuống 9 có khả năng là đang nằm cho mình con cầu 31 anh em ơi. Đấy, khả năng là đang đi cho mình con cầu 3 xỉu 1 tài này. Đấy, thì tiếng này mình quyết định là sẽ bắt con xỉu nữa nhá. Tầm này vào sớm một chút anh em ạ, cho nó đỡ trả lại, được chưa? Vào sớm một chút cho đỡ trả lại em ơi, không nhiều lúc mà cũng khá đáng tiếc, trả lại khá là phí anh em ạ. Rồi, chuẩn bị xem nào, có con xỉu hay không đây. 44 này ra. 44 lại ra 4 anh em ơi. Mã cái tiếng lần này cay thế nhỉ. Lại tiếp tục thua anh em ạ. Tính ra nếu mà mình để đánh tay kia không trả là thua luôn hai tay thông rồi. Mà muốn gỡ gạc ở cái tiếng này thì chúng ta quyết định là phải đánh gấp thép rồi. Phải đánh gấp thép cũng như là chúng ta phải đi căng tiền một chút mới ăn được anh em ạ. Đây lại là một con tài 12 này. 9 lên 12 này, 12 xuống 12 nằm này. Tiếng này đánh cho mình luôn con 12 nằm đi. Chả nhẽ đúng không? Phải đi gấp thép luôn 10M đi. Chả có nhẽ lại không ăn được cái tiếng này anh em ạ. Đen thì cũng phải đen vừa vừa thôi đúng không? Ai đời lại đen mãi như thế, cũng vừa bảo vừa mồm dứt câu bảo đang đỏ xong tự dưng nó lại đen anh em ạ. Cày thế nhở. Rồi, chuẩn bị nặn cho mình một cái con tài nào. Lại 1 2 luôn anh em ơi. Vậy là chúng ta đã thua luôn hẳn 3 tay thông rồi bác nhá. Thôi thì đợi đến đâu thì đến này, còn đúng 9M em nhìn này. Đấy, vốn của mình chuẩn bị thì bằng đấy mà giờ còn đúng 9M thôi. 24 còn đúng 9 anh em ạ. Cày thế anh em ơi. Thôi thì cái tiếng lần này còn bao nhiêu thì đi nốt nhá. Bao nhiêu đi nốt nhá. Đây là 10 xuống 12 xuống 15 đúng không? Bắt luôn cho mình con cầu 11 này. Ô đi luôn con tài anh em ơi. Còn bao nhiêu thì đi nốt này, đợi đến đâu thì đến anh em ạ. Đấy. Ở tay lần này thì 16 xuống 9, đây là 12 xuống 5 này. Khả năng cầu 1 cao 4 tay rồi. Cứ vậy thì cứ đi cho mình thôi. Đấy, tiếng lần này nếu mà ăn thì khả năng tiếng sau mình quyết định là đi căng căng một chút luôn. Tiếng lần này ăn tiếng sau mình quyết định đi căng luôn anh em ạ. Cho nó gỡ gạc lại cũng như là kiếm lời lại nó ok hơn một chút. Nặn luôn này. 62 rồi thì nặn làm cái gì nữa này. Xin con 1 con 2 thì chưa. Đúng là đang chạy cầu mà mình cứ bẻ thì bảo sao nó thua đúng không? Theo cầu một cái thì lại phải húp ngay anh em ạ. Đấy, đang chạy cầu thì khuyên các ông là đừng có nên bẻ nhá. Rồi, tiếng này thì cầu kèo vẫn đang chạy 1-1 này em ơi. Nhìn này.
đôi 4 năm, mới có 5 tay thôi đúng không? Vẫn còn rất là dài em ạ. Vẫn còn rất là dài. Thế là đi luôn hẳn lộ là 16 đi, 16M luôn này. Thêm 5 lít nữa đi. Đấy. Chẳng nhẽ cầu nó lại mình theo được một tay lại gãy anh em nhỉ? Chẳng nhẽ cầu kèo lại như vậy đúng không? Cho nên là chúng ta cứ tự tin một chút nhá. Hũ hiện tại anh em thấy không? 3 tỏ 9 này, tầm này mà nổ được con hũ này thì thôi anh em ạ. Đánh 15M, 16M rưỡi mà nổ được con hũ này thì thôi luôn đấy. Tay này đang cực kỳ là kết bởi vì là cầu kèo đang đi theo anh em ạ. Nặn luôn này. Một này, một này. Ui số em ơi nổ hũ rồi. Lại là một pha nổ hũ rồi. Đánh 16M5 được 73M anh em ơi. 73M luôn em thấy gì chưa? Anh em thấy gì chưa? Tiền bắn tung tóe luôn anh em ơi. Phải luôn này. Em ơi nhìn này. Ui dồi ôi. Tê thế anh em ơi, tê thế nhở. Mình đang dự đoán là nổ anh em ạ. Đúng nổ thật này. Một con sử ba đỏ lòm luôn anh em ơi. Một con sử ba đỏ lòm luôn nhá. Phải luôn không? Đánh 15M nổ được 73M anh em ơi. Ui dồi ôi, tay này đi 4M cho tròn tiền này. 24M anh em ạ, úp lên 70M. Đúng là ảo giác rồi anh em ơi, đúng là ảo giác rồi. Bắt cầu chuẩn lại phải nổ hũ anh em ạ. Bắt cầu chuẩn lại phải nổ hũ đúng không? Tính ra là 24 lên 74 là úp 50M anh em ạ. Ui dồi ôi, làm con hũ úp 50M nhá. Ngon thế anh em ơi. Rồi nặn nốt tay này xong rồi anh nghỉ cho anh em ạ. Tầm này ăn quá là già rồi. Ăn quá là già rồi. Ui giời ơi gãy cầu luôn rồi anh em ạ. Rồi thì có lẽ là mình sẽ phải tạm dừng cái con video clip này ở đây thôi nhá. Nếu mà các bạn thấy mình phân tích kèo hay cũng như là một pha lật kèo vừa rồi thì có thể là cho mình xin một like video và một theo dõi kênh. Có link tải game thì mình sẽ để ở phần mô tả cho các bạn tải về. Bây giờ thì bye bye em nhà mình nhá.